Xin kính chào các bạn. Từ nhiều năm nay, những người yêu lan có rất nhiều cách làm phân bón cho lan. Clip này tôi xin thưa với các bạn cách làm dịch chuối của tôi theo sáng tạo của bạn Nguyễn Tư, bạn Nguyễn Quốc Tư ở vườn lan Khali, Gia Lai. Thưa các bạn, qua nhiều lần làm dịch chuối, tôi cảm thấy sử dụng chuối chín thì hiệu quả hơn ạ. Chuối chín sát ra, không cần đổ nhiều nước để tiết kiệm thời gian đun. Và sau khi đun sôi thì chúng ta để nó âm ỉ ở nhiệt độ sôi 5-10 phút gì đó. Nếu chuối xanh hoặc là chuối tây thì thời gian sôi phải để lâu hơn. Đây ạ, tôi mới đun sôi chừng 3 phút, chuối đã nát nhuyễn rồi. Vừa rồi có một số bạn có hỏi tôi rằng tại sao mua dịch chuối Quốc Tư bán thì hiệu quả, nhưng khi nấu, tự nấu để bón lan thì lại không hiệu quả bằng. Xin thưa, đấy là có những bí quyết riêng của Quốc Tư, nhưng những bí quyết chính thì Quốc Tư đã chia sẻ rồi ạ. Chúng ta phải để nguội, xay nhuyễn rồi pha thêm nấm chicodoma các bạn ạ. Rất nhiều bạn không sử dụng nấm. Như vậy chúng ta chỉ có bón đường cho lan thôi. Lúc này chuối nếm thì chuối ngọt như chè. Còn khi cho nấm vào thì nó lại ở một dạng khác rồi. Và từ ngày tôi học của Quốc Tư thì cách làm của tôi xin chia sẻ để các bạn xem giúp cho xem đúng sai thế nào. Thì mong được những ý kiến vào văn của các bạn. Chuối tôi xay nhuyễn nhưng cũng không cần nhuyễn lắm ạ. Sau khi xay nhuyễn để nguội, tôi pha thêm chỗ này 2 kg chuối, tôi cho khoảng 2-3 muỗng cà phê loại thìa to này ạ, nấm chicodoma và đổ thêm nước vào. Mỗi kg chuối đổ vào khoảng 2 lít nước các bạn ạ, khua đều lên. Đây là cách tôi để làm để dùng dần, chứ tôi không dùng ngay ạ. Nếu chúng ta không khua đều thì nó vón cục lại, cái nấm chicodoma nó vón cục lại, nó sẽ lâu tan hơn và hiệu quả nó phân hủy sẽ chậm hơn ạ. Đấy, sau khi tôi hòa nước thì nấm thường có màu như thế này ạ. Cái dung dịch tổng hợp sẽ thường có cái màu sậm như thế này. Còn đây là sang ngày hôm sau thì dịch chuối nó đã lên men. Và lưu ý là chúng ta không đóng chặt nắp lọ và nên để vào những cái lọ nhựa. Lúc này men lên cực mạnh các bạn ạ. Nếu để vào lọ thủy tinh mà nút chặt, ga nó lên sẽ phá vỡ lọ ngay, rất nguy hiểm. Còn đây là sang ngày thứ 3 rồi các bạn ạ. Sang ngày thứ 3 rồi. Nấm có mùi chua và phần dịch chuối nổi lên bên trên nó đã chìm lắng xuống bên dưới. Như vậy hàng ngày chúng ta chắt lấy cái nước trong ở bên trên này dùng dần ạ. Và thưa các bạn, cách dùng của tôi như thế này. Chắt nước trong đi, chúng ta lại đổ nước lạ vào. Nước lạ hoặc nước lọc vào. Pha thêm nấm chicodoma thì thời gian phân hủy tiếp theo của nó càng nhanh. Nhưng không pha thêm cũng được. Để đó 1-2 ngày, nó lại phân hủy tiếp. Nấm lại phân hủy tiếp cái phần bã chuối ở bên dưới này ạ.
Tôi cảm thấy cách làm này rất hiệu quả. Đây các bạn xem. Ở bên trái là dịch chuối mới làm. Ở bên phải là tôi đã chắt 3 lần rồi. Nhưng bên dưới nó vẫn chưa phân hủy hết. Chỉ khi nào thấy cái bã của nó chỉ còn lại sơ thì tôi mới không dùng nữa. Thưa các bạn, cách làm này tôi cảm thấy rất kinh tế và hiệu quả. Qua clip này để mong được những ý kiến bảo ban thêm của các bạn. Và cũng có lời cảm tạ bạn Nguyễn Quốc Tư ở vườn lan Khali, Gia Lai. Xin thân ái kính chào các bạn.